Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có lá xanh, cẩm thạch nhiều màu, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào anh Đông. Rồi, chào anh Thái. Mến chào quý chú anh chị. Cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa của em ạ. Dự các em ở xã Long A, quận Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 951 499, cũng là số Zalo em ạ. Hôm nay em lên clip A, lên máy số 1 ạ. 1A là một cặp Red Pizza của anh chị em. Cao 60 ạ. Tới ngang là 50 ạ. Số là được là 11 ạ. 45 ạ. Ngang là 55 ạ. Số được là 12 ạ. Rồi, má số 1 này xin vô lưu là 260.000 ạ. 260.000 một cặp bao ship toàn quốc với chú anh chị. Số má số 1. Mình mới số 2. Cặp lá xanh nhiều màu. Cây ba bốn màu lá xanh anh chị em, Red Pizza, tím lá xanh, trắng tiết. Cao 55. Ngang 35. Cổ là 13. Cao 55. Ngang cũng là 35. Cổ đó được là 12 ạ. À. Cặp số 2 cũng xin vô luôn là 260.000 luôn ạ. À. Mình số 3. Một cặp lá xanh nhiều màu. Red Pizza, bà lai can, tím tuyết, tím lá xanh. Trắng. 4 5 màu chứ gì. Cao là 55. Ngang là 40. Cổ được là 12. Này cao là 65. Ngang là 45. Bằng cố cũng là 13. Và mã số 3 xin vô là 280.000 ạ. Có Kayata, Zepia, tím nó xanh, tím tiết. Cây 4 nó màu với anh chị. Mã số 3. Mã số 4. Cây cẩm thạch nhiều màu. Cao 70. Ngang 50. Cổ là 20 ạ. Rồi máy số 4 thì xin là 400.000. Gồm có cẩm thạch hồng, cẩm thạch vàng, cẩm thạch trắng, bà lai can, cẩm thạch tím tuyết, tím siêu bông. 6 màu. Số máy số 4. Máy số 5. Cái cẩm thạch nhiều màu. Cao là 65 ạ. Tới ngang là 55. Có được cũng là 20 ạ. Cái máy số 5 này xin giao lưu là 380.000 ạ. Gồm có cẩm thạch trắng, cẩm thạch vàng là 2, Milo Petit là 3, cẩm thạch tím siêu bông là 4, cam cầu vồng là 5. Máy số 5. Máy số 6. Cẩm thạch nhiều màu. Cao 65 ạ. Ngang 45 ạ. Cổ là 18 ạ. Mã số 6 này xin lưu 240.000 ạ. Gồm có cam cầu vồng, tím siêu bông, cẩm thạch tím tuyết, đỏ lửa, cẩm thạch hồng, cẩm thạch vàng, cẩm thạch vàng 5 màu, cẩm thạch, 6 màu anh chị em. Cẩm thạch tím siêu bông 6 7 màu. Có mấy cái chưa lên màu. Mình mã số 7. Cây cẩm thạch nhiều màu. Cao là 80. Ngang là 50. Cổ là 17 ạ. Cái này có tím tiết trắng. Ba la canh. Cẩm thạch hồng. Hồng cẩm thạch vàng. Cây cũng 5 6 màu với chú anh chị. Mình mã số 7. Mình mã số 8. Cẩm thạch nhiều màu. Cao là 66. Ngang là 40. Cổ đó được là 15 ạ. Mã số 8 thì xin lưu là 300.000 ạ. Cẩm thạch trắng, tím tuyết, cẩm thạch hồng, cẩm thạch vàng, sakura, bà lai can. 4 màu anh chị em.
4-5 màu. 5 màu. Số 8. Cho mình mã số 9. Tiếp tục vẫn là cẩm thạch nhiều màu anh chị em. Lô này thì 5-6 màu. 4-5 màu, 5-6 màu anh chị em. Cao 80. Ngang là 50. Cây này cũng đế đặc à. Có được là 18 ạ. À. Mã số 9 này xin vô lô 380.000 ạ. À. 9. Trong cái mã số 10. Cẩm thạch nhiều màu. Cao là 80 ạ. À. Ngang là 50 ạ. À. Có lô được là 20 ạ. À. Rồi cái máy số 10 này cũng xin vô lô 380.000 luôn ạ. À. Số 11. Cây cắm thạch nhiều màu. Cao là 70 ạ. À. Ngang là 50 ạ. À. Có được là 17 ạ. À. Rồi máy số 1 này xin giao lưu là 360.000 ạ. À. Mã số 11 gồm có cẩm thạch trắng, cẩm thạch hồng và lợi can, cẩm thạch vàng, cẩm thạch tím tuyết. Cái 4-5 màu, 5-6 màu ạ. À. Cái mình máy số 11. Mã số 12. Số 12. Dưa hấu 3 màu anh chị em. 3 màu. Hồng, đỏ và vàng. Cao 70. Tán ngang là 50. Có là 16 ạ. À. Mã số 12 này xin vô là 230.000 ạ. À. 230.000 cái mã số 12 ạ. À. Mã số 12. Mình mã số 13. Một cây cành vàng lá ngọc. Vàng lá ngọc. 3 màu anh chị em, trắng, hồng và đỏ nha. Cao 70 ạ. À. Tán ngang là 60 ạ. Có được là 14 ạ. À. Cái mã số 3 này xin vô luôn là 260.000 ạ. Xin số 13. Cái mã số 14. Một cái lá xanh nhiều màu. Cao 60. Thì ngang là 40. Có được là 14 ạ. À. Cái máy số 4 này xin vô là 240.000. Gồm có tím tuyết, hồng tuyết, trắng tuyết, tím lá xanh. Trước mắt là 4 màu anh chị em. Red Pizza. Máy số 14. 5 màu. Máy số 15. Cây đỏ lửa. Cao 70 ạ. À. Tán ngang là 50 ạ. À. Có được là 14 ạ. À. Cái mã số 15 này xin vô là 240.000 ạ. À. Số 15. Cái 16. Cái lá xanh nhiều màu. Ăn búp bông. Cao 65. Ngang là 50 ạ. À. Có được là 17 ạ. À. Số 16 xin vô 280.000 ạ. À. Rồi có đỏ lửa, red pizza, trắng tuyết, tím lá xanh, hồng tuyết, tím tuyết nữa bên chị em. 5-6 màu. Siêu bông. Số 16. Mình mới số 17. Cái lá xanh. Cây này form lùm của anh chị em, form đặc à. Cao 70. Tán ngang là 55. Cổ là 16 ạ. À. Cái mã số 7 này xin vô là 280.000 ạ. À. Gồm có bờ lai can, tím tuyết, tím lá xanh, red pizza, trắng tuyết. Số 7. Mã số 18 là cây tím si bông. Mini okay, để bàn. Lùng lực bên trên. Cao 45 ạ. À. Ngang 35 ạ. Đang sổ kẹo nụ à. Có được là 19 ạ. À. Cái máy số 18 thì xin vô lô là 240.000 ạ.
đang bốc bông quý chú anh chị. Phải cho phép xuống bên số 18 ạ. Bên số 19 cũng một cây mini lùng mực quý chú anh chị. Phơm tròn thành phẩm luôn anh chị em. Cao là 55. Ngang là 40 ạ. Cổ ra được là 13. Này xin vô lưu là mã số 9 này xin vô lưu là 240.000 ạ. Này có như hai cây. Đúng lại. Đường với nhau ha. À. Rất là quái. Rồi, xin vô số 19. Số 20 tiếp số bông. 20 muốn chị em. Đang búp bông quý chú anh chị. Cao 80. Tới ngang 35. Cổ là 19 ạ. 20 này xin giao lưu quý chú anh chị là 260.000 ạ. Đang nụ đang búp bông. Rồi, số 20. Búp lên số 21, một cây tím si bông. Cao 75 ạ. Ngang là 40 ạ. Cổ được là 14 ạ. Rồi cái mã số 21 xin vô lưu là 240.000 ạ. Số 21. Mình đến số 22, tím si bông. Cao 65. Tính ngang là 45. Có được là 17 ạ. Mã số 22 này cũng xin vô lưu là 240.000 luôn ạ. Số 23 tiếp tục là một cây tím siêu bông, hai đẹp. Tầng cây rất đẹp luôn cho em, phơm tàn đang búp bông, cao là 1m5 ạ, ngang là 40 ạ, cổ đó được là 20 ạ. Những mã số 23 này xin lô là 360.000 ạ. 23 mã số 23 anh. Số 24 là cái cuối clip của em ạ. Vẫn là hai tầng của anh chị em. Cao 95. Tới ngang là 45 ạ. Khổ được là 19 ạ. Rồi cái mã số 24 này cũng xin vô là 360.000 ạ. Rồi xuống. Rồi cuối clip xin cảm ơn anh Thái, cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa rồi ạ. Chúc cô chú anh chị sức khỏe ạ. Chào tạm biệt quý chú anh chị ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn anh Đông nha.